Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tổng hợp của kênh tin tức Seven News. Và bản tin hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyên nhân vụ cháy siêu thị Lotte Mart ở thành phố Hồ Chí Minh khiến 1.000 người tháo chạy. Ngày 23 tháng 12, đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh, BC07 cho biết, Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xảy ra tại siêu thị Lotte Mart trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, được xác định do chập điện. Theo đó, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 22 tháng 12, trong quá trình hoạt động, máy hút khói của quầy gà rán Lotteria ở tầng 1 siêu thị bị chập điện gây cháy. Vừa xảy ra vụ việc, bảo vệ đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa và khẩn trương sơ tán khoảng 1.000 người bên trong siêu thị ra ngoài, ảnh hưởng vụ cháy khiến khói bay mù mịt cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 đã đến phun nước dập lửa. 10 phút sau, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến 3 mét vuông khu vực bếp bị cháy hư hỏng. Khách vui chơi và mua sắm tại siêu thị một phen hoảng loạn. Thông tin học sinh tiểu học ở huyện Duyên Hải bị bắt cóc là không đúng sự thật. Gần đây, dư luận trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lan truyền thông tin học sinh trường tiểu học Ngũ Lạc B, xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải bị hai thanh niên bỏ bùa bắt cóc, gây hoang mang dư luận. Thông tin này xuất phát từ việc ban giám hiệu trường tiểu học Ngũ Lạc B có tờ trình báo cáo sự việc với lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Duyên Hải, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc về việc có người lạ mặt tiếp cận học sinh và giáo viên của trường. Trong tờ trình có nêu, vào ngày 30 tháng 11, có hai thanh niên đeo khẩu trang đi trên một xe máy tiếp cận và cho tiền một học sinh lớp 4 của trường tại điểm học bổn thanh, nhưng cháu kiên quyết không nhận và kể lại cho một phụ huynh đang đưa con đến trường biết. Sau khi về nhà, cháu có dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn. Vào ngày mùng 6 tháng 12, một giáo viên tại điểm trường Thốt Lốt, cũng thuộc trường tiểu học Ngũ Lạc B, phát hiện có hai người đeo khẩu trang, một nam, một nữ, đứng trước cổng trường nói chuyện với học sinh. Khi thấy có giáo viên, thì người phụ nữ bước đến hỏi thăm người quen, do tên người phụ nữ cung cấp thấy lạ, nghi vấn có dấu hiệu bất thường, nên giáo viên này báo cáo với hiệu trưởng. Công an huyện Duyên Hải đã cử cán bộ xác minh sự việc trên và kết luận chưa có dấu hiệu liên quan tội phạm. Gặp gỡ học sinh lớp 4 và người thân của cháu thì được biết, việc cháu chóng mặt, buồn nôn không hẳn là do tiếp xúc với người lạ, mà trước đó cháu có bị cảm. Sau khi uống thuốc điều trị thì cháu đã hồi phục sức khỏe trong ngày, chứ hoàn toàn không bị hôn mê và nhập viện như thông tin được đồn thổi trên mạng xã hội. Vụ hai cha con đánh hàng xóm thừa sống thiếu chết, hoãn tòa để dẫn giải nhân chứng ngày 22 tháng 12, tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Tấn Trung, 25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi và Huỳnh Văn Thanh, 54 tuổi, cha ruột Trung, cùng về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa, một số người làm chứng vắng không rõ lý do. Luật sư bảo chữa cho hai bị cáo cho rằng đây là những nhân chứng quan trọng, có những lời khai mâu thuẫn trong quá trình điều tra nên đề nghị hoãn phiên tòa để dẫn giải những người này đến tham gia phiên tòa sau khi hội ý xem xét đề nghị của luật sư, hội đồng xét xử cho rằng đề nghị trên của luật sư có căn cứ nên chấp nhận. từ đó quyết định hoãn phiên tòa. hội đồng xét xử ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 18 tháng 1 năm 2024. theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2020, ông Nguyễn Văn Châu trở vợ là bà Trần Kim Ngọc đến nhà Huỳnh Văn Thanh ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi để hỏi việc đám mía của bà Ngọc bị cháy. ông Châu ngồi trên xe máy trước nhà hút thuốc. Bà Ngọc vào nhà gặp Huỳnh Tấn Trung, yêu cầu được gặp Thanh nên Trung đi tìm Thanh. 5 phút sau, Thanh và Trung về đến và xảy ra cự cãi với bà Ngọc việc đám mía bị cháy. Bất ngờ Trung sấn tới dùng tay siết cổ ông Châu, làm ông ngã ngửa ra sau, còn Thanh dùng tay đánh vào người ông Châu. Sau đó, Thanh đập phá nhà ông Huỳnh Văn Dũng hàng xóm, làm hỏng 12 tấm gạch lát cột và dùng sẻng đánh ông Nguyễn Văn Bình, thợ hồ sửa nhà ông Dũng, bất tỉnh tại chỗ. Khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Châu ra đống cát bên hông nhà ông Dũng, tìm mắt kính bị rớt cũng bị trung cầm phảng chạy đến chém vào cẳng chân trái, khiến ông ngã quỵ xuống đất. Ngay sau đó, Thanh cầm sẻng đánh vào đầu ông Châu. Hai người thân là Huỳnh Văn Khứu và Lê Duy An cũng cầm cây đánh vào người ông Châu làm ông bất tỉnh. Theo kết luận giám định thương tật, tỷ lệ tổn thương của ông Châu là 46%. Trong đó, cơ quan điều tra xác định thương tích do cha con ông Thanh gây ra là 39%. Đối với Huỳnh Văn Khứu và Lê Duy An, người làm chứng, nhìn thấy có dùng hung khí là cây vuông đánh ông Châu. Nhưng cơ quan điều tra cho rằng không xác định được cụ thể thương tích nào do Khứu và An gây ra. Ra tiệm ép sai tóc, thanh niên bỗng thấy da đầu đau rát và lời cảnh tỉnh đến giới trẻ. Mới đây một thanh niên đã chia sẻ lại câu chuyện hết sức hải hùng sau một lần đi làm tóc. Theo đó, chàng trai ban đầu yêu cầu nhân viên làm cắt uống và ép sai tóc. Khi mọi công đoạn cắt uống đâu đó đã bình yên vô sự thì anh nhân viên bắt đầu bôi thuốc để ép sai. Được một lúc thì thanh niên này bất chợt cảm thấy nóng rát bất thường ở da đầu và những vùng da xung quanh. Do lần đầu đi ép sai nên anh chàng nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng bình thường cho đến khi cảm giác nóng rát vượt quá giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng được. Thế là cả hai vội vàng đi gọi xả lại lần hai cho hết hoàn toàn lượng thuốc đã bôi lên tóc. Thế nhưng sau lần gọi và sấy, thanh niên mới bàng hoàng khi nhìn vào gương. Do nhận ra phần da đầu và vùng da xung quanh của mình bị bỏng rác, đỏ lợt và chảy huyết tương rất nhiều, như những người vừa bị chảy xước do té xe. Ngày hôm sau, anh nhân viên làm tóc đã đưa chàng trai đi bệnh viện để kiểm tra. Sau vài ngày vừa uống thuốc vừa thoa thuốc, phần da đầu của anh thanh niên cũng đã bắt đầu khô lại và không còn ra huyết tương nữa. Rất may là thanh niên sau khi nhận thấy điều bất thường ở da đầu đã kịp thời dừng lại và loại bỏ phần ép sai trên tóc vì rất có thể nếu trẻ thêm một chút thì rất có thể anh chàng đã trở thành sát thủ đầu mưng mũ luôn rồi. Nhiều người nhìn qua những hình ảnh mà thanh niên chụp lại cũng cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Bác sĩ gây phẫn nộ khi đắm bệnh nhân ngay trên bàn mổ Một nhân viên y tế mới đây đã bị đình chỉ công tác sau khi đoạn clip ghi lại cảnh người này đắm bệnh nhân khi đang phẫu thuật, bị tung lên mạng. Vụ việc xảy ra vào tháng 12 năm 2019 nhưng gần đây mới được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy vụ việc liên quan đến một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện mắt IE ở tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc đã liên tục đánh vào đầu một bệnh nhân trong khi vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Sau khi điều tra, vụ việc liên quan đến một bệnh nhân 82 tuổi, giao tiếp chủ yếu bằng tiếng choang đã gây ra tình trạng khó khăn khi giao tiếp trong quá trình phẫu thuật. Trong suốt quá trình phẫu thuật, bệnh nhân có dấu hiệu không dung nạp thuốc gây tê cục bộ, thường xuyên cử động đầu và mắt, làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố bất ngờ trong quá trình phẫu thuật. Vì sự hiểu biết về tiếng phổ thông của người bệnh còn hạn chế và việc cảnh báo bằng lời nói lặp đi lặp lại không có hiệu quả, và ca phẫu thuật không thành công. Và không lâu sau ca phẫu thuật, mắt trái của bệnh nhân bị mù. Trong một tuyên bố được bệnh viện đưa ra, bác sĩ phẫu thuật đã điều trị thô bạo cho bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp. Được biết sau vụ việc, giám đốc điều hành của IO Gigant ở Quảng Tây đã tạm thời đình chỉ nhiệm vụ của giám đốc cùng bác sĩ phẫu thuật liên quan để chờ điều tra thêm. Công an thị trấn Long Bình tiếp nhận con kỳ đà hoa nặng 5,5 kg. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 12, trong lúc đang điều khiển xe gắn máy trên đoạn đường từ nhà thờ Khánh Bình đến cửa khẩu Khánh Bình, anh Trương Hoài Phong, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện một con kỳ đà đang bò kiếm ăn ở cặp lộ giao thông. Lúc này, anh Phong vội bắt con kỳ đà nhốt lại, sau đó đem giao nộp cho công an thị trấn Long Bình. Tiếp nhận con vật, công an thị trấn Long Bình đã báo công an huyện An Phú, bàn giao chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang thả về môi trường tự nhiên. Theo chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, đây là con kỳ đà hoa thuộc nhóm 2B, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và nằm trong sách đỏ động vật Việt Nam. thân phận thật của hotger hàng hiệu Huyền Ngô Trang. Sáng ngày 23 tháng 12, tin từ công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Long, sinh năm 2000, ngụ phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ hai điện thoại di động, một thẻ ngân hàng của đối tượng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 20 tháng 12, công an thành phố Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác của chị Hồ Thị Bình, sinh năm 1991, ngụ phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, về việc chị bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 18 triệu 500 nghìn đồng khi đặt mua một chiếc ví nhãn hiệu Louis Vuitton và một chiếc túi sách nhãn hiệu Gucci qua tài khoản Huyền Ngô Trang trên mạng xã hội Facebook. Chị Bình cho biết sau khi đặt hàng, đối tượng đã yêu cầu chị chuyển khoản số tiền trên và được chị thực hiện ngay sau đó. Tuy nhiên ngay sau khi thực hiện lệnh chuyển tiền, thì Chỉ Bình không thể liên hệ được với chủ tài khoản Facebook Huyền Ngưu Trang nữa. Vào cuộc điều tra, công an thành phố Hà tĩnh nhanh chóng đã xác định được Long chính là đối tượng đã thực hiện vi vụ trên. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, chiêu trò livestream bán hàng hiệu Gucci, Burberry, Louis Vuitton giá vài trăm nghìn đồng. Bà Rịa Vũng Tàu tạm giam người vợ chém chồng tử vong. Ngày 23 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hào, 54 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, để điều tra về hành vi giết người. Bà Hào là nghi phạm đã dùng dao chém chồng mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, bà Hào và chồng mình là ông Bùi Văn Minh, 65 tuổi, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trưa 22 tháng 12, vợ chồng bà Hào tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau và sau đó thì dẫn đến sô sát trong lúc xô xát bà hào cầm con dao trên bàn chém nhiều nhát vào người ông minh khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ thấy chồng nằm bất động bà hào đã tìm cách cấp cứu cầm máu và kêu gọi mọi người giúp đỡ tuy nhiên do vết chém trúng vùng đầu nên ông minh đã tử vong nhận được thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp cùng công an thị xã phú mỹ đến hiện trường lấy lời khai của bà hào để điều tra nguyên nhân nghi can này dùng dao chém chồng tử vong Trần tướng nghi phạm sát hại người phụ nữ giao ga rồi phi tan dưới bể phốt tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Như đã thông tin, tối ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự với Bùi Trung Thành, sinh năm 1993, trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, để điều tra về hành vi sát hại người phụ nữ giao ga cách đây gần 13 năm, rồi phi tan dưới bể nước phốt. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Oanh, một người dân trú tại thôn Năm, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên cho biết, Bùi Trung Thành có một quá khứ bất hạnh, bố mẹ bỏ nhau từ sớm, sau đó bố Thành chết, còn mẹ đi tù vì khai thác đá trái phép và sản xuất vật liệu nổ. Kể từ đó Bùi Trung Thành lang thang làm thuê để kiếm sống. Đánh giá về Bùi Trung Thành, ông Oanh cho biết, Thành nhỏ người không phải là thanh niên nghịch ngợm kiểu phá làng phá sớm, không có điều tiếng gì với dân làng và không có biểu hiện bất thường kể từ khi thực hiện hành vi mang trợ của mình. Người dân nơi đây rất bất ngờ khi Bùi Trung Thành là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Thủy. Cũng có thể là do bố mẹ bỏ nhau từ sớm, Thành không được dạy dỗ từ gia đình, vì vậy mới thực hiện hành vi mang rợ như vậy, ông Anh cho biết. Nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục mưa to, cảnh báo ngập úng diện rộng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm 23 tháng 12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vờ, cục bộ có mưa to, Cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm 23 tháng 12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Dự báo ngày và đêm 24 tháng 12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Không khí lạnh gây biển động rất mạnh, sóng cao từ 5 đến 7 m trên nhiều vùng biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 23 tháng 12, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Tài xế trắng đêm mắc võng ngủ trên xe, đợi đăng kiểm. Những ngày cuối năm, ở Đồng Nai lại xuất hiện tình trạng Phương tiện xếp hàng dài chờ đăng kiểm. Nhiều tài xế phải tới trung tâm đăng kiểm từ 17 giờ hôm trước, mắc võng ngủ qua đêm để lấy số thứ tự. 4 giờ ngày 23 tháng 12, trước cổng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Địa điểm đăng kiểm lớn nhất của tỉnh Đồng Nai, các xe tải, container xếp hàng bên phải, ô tô con xếp hàng bên trái, kéo dài hơn 1 km. Tình trạng phương tiện xếp hàng dài chờ đăng kiểm xuất hiện trở lại tại các trung tâm đăng kiểm tại Đồng Nai nhiều ngày gần đây. Nhiều tài xế phải đến xếp hàng từ 17 giờ hôm trước, ngủ qua đêm trước cổng trung tâm đăng kiểm, đợi lấy số thứ tự đăng kiểm. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, qua số liệu thống kê cho thấy, tỉnh Đồng Nai có nguy cơ bị ùn tắc phương tiện đến kiểm định do năng lực hiện tại của các trung tâm đăng kiểm chưa thể đáp ứng. Đồng Nai là tỉnh có lượng ô tô cá nhân, xe tải, xe công tên n lớn. Để đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện gia tăng trong thời gian tới, Cục đăng kiểm đã đề nghị các sở ngành có thẩm quyền tại Đồng Nai xem xét trưng dụng bổ sung đăng kiểm viên để khôi phục trung tâm đăng kiểm 60.04D đang bị dừng hoạt động. Theo các tài xế, việc trung tâm đăng kiểm ùn tắc khi lượng xe đăng kiểm tăng đột ngột cuối năm, do tâm lý của người dân thích làm sớm để tránh dịp cận Tết bận rộn mà phải chờ đợi mất nhiều cơ hội chạy hàng. Trung tâm đăng kiểm 60.04D ở ngay trung tâm Biên Hòa nên lượng xe đến đăng kiểm luôn đông nhất tỉnh. quý vị thân mến nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất